Dạ, Dương Mai Mỹ xin chào cả nhà. Vừa mới đi làm về. Gì con? Vừa mới đi làm về, xong giờ vô bếp chiên một mớ cá, chiên xù cá cơm mới bắt tối qua. Ăn chút xíu với anh Năm đem sushi qua cho xăm á. Các anh em làm vài chai. Giờ là này cá cơm chiên xù này ăn thịt nó ngọt ghê em. Ha. Ngon lắm đó quý vị, cá cơm này cái thịt nó rất là ngọt, chiên xù rồi thịt ngọt lắm. À. Ui, vậy tính kìa. Chiên cho nó vàng vàng lên ngon lắm. Dạ. Cái này là hộp gà, hộp gà lộn nha quý vị. Cái này là hộp gà lộn. Chủ yếu ở Việt Nam hoặc thịt lộn đúng không? Canh củ qua nhà bác đem xuống, ngồi chuẩn bị ngồi ăn cơm. Cái này buổi chiều mới đi làm về, anh nói là chút xíu anh đem cái sushi qua cho Sâm á. Sâm nó phải ăn sushi, anh đem sushi qua cho nó là thôi. Làm mớ cá chuẩn bị hoặc anh em làm rai rai. Cá cơm này mới bắt ở biển rồi tối qua đó quý vị. Ồ, quá trời nhiều luôn, bãi biển quá trời cá cơm luôn. Xem em đang làm cái gì vậy? Chơi game phải không? Mở cửa cho bác Năm đi con, bác Năm qua tới rồi. Đi. Hả? Sao không chạy ra mở cửa cho bác Năm đi? Bác Năm qua tới nè. Mấy ngày nay đi câu đi chài cái nhà cửa bề bộn quá trời. Hello chị Năm. Mới qua chị. Chào ông rồi. Hello Năm. Vô chưa? Hello con. Ê nè, này chiên xù nè Năm. Ông bóc con thử coi. Bóc con chấm vô chén nước mắm này coi. Cái này về là ngon rồi. Trời ơi, nó ngọt ngay luôn không? Ngọt ngay luôn. Trời ơi. Được không? Cái này mà rau sống bánh chén rồi nữa mà chấm nước mắm rồi hết sảy luôn anh Năm. Quá ngọt. Ha, đã hàng ngọt hàng này mà uống bia thôi. Hết sảy. Ngồi xuống đàng hoàng rồi lấy chén ra múc ăn con. Ủa lấy cho anh Trang nó một hai cái miếng dán gì đó đi em. Đó, sushi bắt Năm làm cho xong rồi nha. Trời ơi ngon chưa? Đó, bắt Năm thương chưa? Đó, cưng làm sushi đem qua Trang nữa. Con ngồi xuống đi. Hả? Con ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn đi, bắt Năm đem qua cho xong đó. Đó, nè, mấy cái muỗng này để ăn hộp thịt lộn. Rồi giờ sao? Ủa, bắt Năm cưng, bắt Năm làm cho. Thì ăn không hết thôi đi con. Rồi mẹ cho con ăn cá. Ha. Cái này nè con thử ăn này nè, cái này ngon lắm mà tối mình đi chết cá cơm này con. Con ăn nhiều để con muốn ăn gì em đi. Ừ con muốn ăn sushi con ăn đi. Chị Năm uống gì? Chị Năm uống gì? Bị nước ngọt à? Này biết muốn uống gì. Cái này nướng không ăn liền đi. Ừ thôi cũng mềm chứ nó chưa bị khô đâu. Chợ cá mới khô rồi tính chiên xong bỏ mỡ hành rồi lên cho. Ừ quên nó cũng cái anh Năm. Trời ơi chúc sức khỏe, chúc mừng luôn nha. Đó trời, chúc mừng anh Năm, chị Năm nha. Coi chừng mắc cỡ không, coi chừng mắc cỡ còn có ngón không nha. Nó là nó đạo sushi luôn, nó rất là phái sushi. Trời ơi bác Năm bác thương, bác làm cho quy một cái gì sushi đem qua cho ăn luôn nè. Độc sức quá, con không có màu vàng vậy chân á. Có gì dùng nấy nha anh chị Năm. Mà cái này chiên vậy cũng ngon nè. Cái nào? Thử cho thịt nó có bị sát không? Vậy chứ mới câu hồi tối đó. Ngọt. Ngọt ha? Thịt nó phải ngọt chứ, em cứ nghĩ là em nướng đó, thịt nó ngọt lắm. Nên bắt đầu nướng nó. Dùng mạnh đi chị Năm. Có cơm mới, nấu được cơm mới nha. Quay chủ nhà đi. Quay khách biết rồi. Không, nó là quy dĩa mà nó ăn đang gần hết luôn nè. Nó đậu sushi. Năm ăn đi Năm. Canh khổ qua còn nóng rồi chị Năm. Ăn đi. Ăn canh khổ qua được rồi đúng không? Canh khổ qua nó nấu khoa biết nhà mình cũng thích ăn. Thơm thơm. Bữa này chấm này hết không? Ừ. Ít ít thôi trời ơi. Không, mà ý nó chấm gì vừa có vị thôi. Đúng rồi, mình ăn là có cái gì wasabi. Rồi, đúng rồi. Còn nít thì
Đúng rồi. Ngon quá hả? Trứng năm làm ngon quá hả? Đem ha. Ủa cái này á, anh làm cái anh bỏ vô cái hộp bên đem bán không được nữa, nằm ngon ghê á. Ngon ghê á. Để cho ông đem kêu làm đi bán chứ mà. Nó này phải bảo quản vô cái chỗ lạnh đó. Thôi bán hết về ăn với bà nội. Ngày nào bán sushi. Đâu cái này ở ngoài chợ nó bỏ vô tủ lạnh nó để bán mấy ngày luôn. Cũng mấy ngày, cũng hai ba ngày tùy thêm. Nhưng mà nó có tủ lạnh anh làm. Anh vừa qua vừa ăn. Cái cây kia của anh đâu? Cây kia hả? Em bỏ chỗ nào? Ngoài cốp xe á. Bỏ em mới nó bị cái này bòi. Giúp lúc đó. Lúc hết cả này thôi là ngon. Bự hơn nữa hết ngon ha. Em thấy ông nắng ông Mỹ ông bán con bự á. Bự hết ngon. Ừ. Trời ơi con cá gì đâu mà thịt nó ngọt ngon ghê chị Năm, nó thơm. Vừa mới một lúc thích á mà cả này là. Còn cái này có giảm. Cả này ăn hết ngon. Ông em thấy ông Mỹ ông đi bán á anh Năm, bán mấy con bluefish nó bự chảng luôn. Hình như thịt nó bị sát đúng không? Ăn cho chị Năm mạnh vô chị Năm. Lúc này là chị Năm ăn cho hai người đó nha. Rồi con. Chút xíu cha mua cho con. Cho cái khác này đó kìa, lấy cái khác ghé đi. Nó vô cái này 5 triệu. Hay là muốn lấy cái miếng bự hả? Cơm nấu quên nồi cơm gì nha chị Năm. Đang ra đây thấy cho con. Thôi. Cái tuần này còn ấm ấy, cái tuần sau lạnh luôn. Hôm nay lạnh sớm hả? Ồ, năm nay lạnh sớm chị Năm đúng không? Thôi vậy thôi, cuối tuần này đi đi ra quân bữa đi. Nha. À. Đây chủ nhật đi, đi đây chủ nhật. Chủ nhật hả? Mấy tôi giờ tôi nghĩ. Cái chiều chủ nhật. Không. Ủa? Cuối tuần này là không có ngay cái vụ mà nước lớn buổi chiều rồi chị Năm ơi. Như bữa nay ngày mai là còn đi còn ngon nè. Đó, cuối tuần này đi. Cuối tuần này là nước lớn là để coi. Ủa ngày mai con anh cũng ra sớm rồi đó. Mà cuối tuần này nước lớn là cũng phải là biết là dạ. Chín giờ. Nhưng mà chiều qua rất sớm. Chín mười giờ. Luôn lúc đó đúng hả? Chiều qua lúc nào nó cũng biết. Ủa còn bên kia là ra là về luôn hả chứ không có ở bên kia được. Cũng ở nhưng mà nó ở cái căng tin đó. Ừ, lâu quá. After school quá trời. Ra chiều qua nó lớn. Không bằng mà con cá cơm. Con cá cơm ở Mỹ này chiên giòn ngon ha. Để ở Việt Nam sao? Chiên sầu. Chiên sầu. Ủa chủ nhật nó lớn ngọt, là mấy giờ? Ngon. Ngọt hả? Dạ không? Em nói. Chủ nhật là cái thằng họ đâu? Ừ. Thằng họ đâu? Chủ nhật là nước mấy giờ? Mình biết. Mình cũng làm tới chiều mình mới ra mà. Nghỉ đi. Chơi luôn á, tôi đang quay phim Đồng Hiếu mà nghe bà ngủ quá nha. Tôi chơi bà ngủ quá tôi chơi á. Ủa mấy bữa mà ngủ hoài đó sao? Quan trọng mày nghĩ không chứ mà tao nói liên quan gì đâu. Cách này hả? Chủ nhật này sợ nước lớn mà khoảng 8 giờ lớn á. 8 đến giờ. Vậy thì ban ngày buổi trưa á là không? Một giờ. Ban ngày buổi trưa bà xuống dưới bà gặp nó chạy cờ một điểm hả? Một giờ sáng. Ừ, một giờ sáng. Đó, một giờ sáng với một giờ chiều là nước lớn. À, một giờ trưa hả? Dạ. Mà đâu nó vô cái đó đâu có câu được đâu. Cái bữa mà. Không, nếu như mà trời ơi á là nó không là vô dữ lắm. Đợt anh nói nó vô Năm. Sớm mà trời. Đây nè. Nhưng mà trời ơi, trời không có chứ trời. Ừ, cá ngọt kìa. Ngọt ngon. Mà thơm. Cắt đầu được chứ có đầu đâu mà. Thì nãy em cũng đang làm cá, anh vừa đang làm mà em nói thôi qua đây ăn cơm luôn á, anh làm xong thất bại không, đem chiên là ngon lắm luôn anh ha. Thôi mà vậy ngọt hơn á. Vậy ngọt hơn nè, em thì em mục đích em nãy em anh em bỏ vô cái không? Này á là để cho nó ngọt. Cái này đã chiên mà nó chiên khô nữa. Chiên thì nó khô còn này chiên không làm không? Đó được rồi. Anh ăn cái gì ăn đó là tại vì em bọc cái này. Rồi không bao nước nâu nó nhuyễn nhỏ tùm lum la. Lại nó nhuyễn xuống dưới. Cái này á là giống như là mình nướng rồi chứ không phải là chiên, không phải là. Đúng rồi, cái này nướng mà. À, nướng là nướng phải vậy rồi. Nướng bắt buộc vậy. À, nãy Phương nói là chiên. Đâu, này nướng như chiên vậy, này nướng mà. Thịt nó không khô mà. Cái này là cá này em khoái nhất không?
Gà chiên cái gì xả vậy đó. Ướp xả gì đó, nằm chiên hả? Dạ. Chiên cơm. Cái này hả? Cái này. Ôi nói chứ cái con gì mà hồi bữa anh đi câu bữa rồi. Ở câu ở cái hồ chỗ trên chị Hạnh á. Con mới con mới. Mấy con quay quả tên nữa. Hổng hổng gài bên chị có ok không hay là vắng? Cố từng đi ạ, cố từng lên mà có nước chạy sao đi. Mùa này mà chỉ có từng tới á, nước nó mới xoay ngược lại. Ai gì vậy? Anh, nếu là ở bên Cali á, người ta bị hút gạo á, trái hàng á, mua gạo á, trong chiến tranh á. Chiến tranh đâu qua đến Mỹ đâu mày. Mỹ nó nằm đây mà chiến tranh nào vô nó. Nó lo cho anh rồi. Chiến tranh rồi cái nó không có hàng quá. Trời ơi ba cái gạo á là mình chừng nào mà ăn bo lúa mì á là cái tụi thằng Ukraine với thằng Liên Xô thôi là anh nhập thôi, còn mình ăn gạo này bên Đông Nam Á thì nhập qua đây thiếu gì. Đúng rồi. Anh nói vậy là tuần sau chủ nhật 23 Tây á là nó mới xây lại. Đó xây lại, đó. Ngày đó năm nay không đổi giờ hả? Có không? Có. Đổi chứ gì nào. Năm nào không đổi bà. Năm nào không đổi. Bởi vậy bữa ai bà. Đây nè, trong cái đợt lịch nó còn ghi cái lịch nó ở ngoài. Tháng 11 rồi đổi luôn nè, tháng mấy ta? Tháng 11. Đây nè. Daylight set nè, em nè. Ngày 6 tháng 11 này là ngày đổi giờ nó có ghi nè chị Năm. Trên lịch nó còn ghi cái lịch nó mà. Vậy phải chuyện đó một tí mà. Lịch nó còn ghi nữa, trong cái điện thoại mình nó cũng có sẵn. Nghĩa là khi đổi giờ dậy sớm ngủ sớm thì một ngày thôi, không quá ngày hôm sau. Biết rồi, nhưng mà phải cũng phải ba mấy ngày nó mới quen á. Mình thường ở bình thường nhưng mà cái điều không có điều là cái đổi giờ vậy là mình phải dậy sớm hay là dậy trễ? Hình như là mình phải dậy sớm. Giống nhau đó, giống nhau. No, dậy trễ em. Trễ, tại vì nhớ mùa đông á, mình về trễ, 4-5 giờ là tới vui rồi. Vậy là về trễ. Còn mà tới mùa hè mình phải dậy sớm, mình về có 3 bốn, mình về mà giống như 3 bốn giờ chiều trời nắng chang chang á. Đó. Còn này là bắt đầu là mình về dậy trễ, đừng ngủ nướng thêm tiếng nữa chị Năm. Ăn đi Năm. Thôi mà đổi giờ bữa đó hình như chấm tới 7 hả? Chủ nhật, thường là gớt vô ngay ngày chủ nhật mà. Đổi giờ gớt không? Mấy cái nhỏ nghỉ không bao giờ mà nghỉ thứ hai ha. Đúng nha. Tết Christmas mới có. Chừng nào nó nghỉ đông à, 21 Tây, tháng 12. Nghỉ 2 tuần. Đi chơi đâu nào? 1 tuần. Em thấy có... Chừng lúc đó ném lên bờ xuống ruộng đây nè. À, 2 tuần. Tháng 12 là hết ngán rồi. Ngán gì? Hồi đó không chan, trời ơi. Có khi đẻ luôn. Thứ sáu này là hả mấy nhà không học mà. Ai tưởng đâu mình sinh con trai không? Quỷ quá hả? Hả? Nó đạp quá hay nó đạp quá. Quỷ quá. Bụng méo rồi ngồi vậy không nè. Ngồi phải nướng nè. Công nhận mấy người lịch trường á, lúc nào nó cũng cho. Rồi đào đưa vậy á, mình rờ một cỡ một khao này. Nó tưởng thôi. Nó kêu nó hả? Không, nhưng mà nó cũng muốn đi, nó có máy mà nó muốn đi. Nó quay qua thấy nó miếu. Không vậy chứ tội, dễ từ nhỏ. Đánh nó làm từ lúc thôi, nhưng mà ý em á. Thôi, phải bảo quản, cùng bán thì phải hết. Này là phải có tủ mát đúng không? Không, ví dụ mình có cái xe sẵn cái gì. Sáng mình không mát làm. Ha. Không, sáng mình không làm gì hết. Vậy mình cúng cái này thôi, tới giờ mình đi bán rồi mình bán trong ngày đó là mình 5 hộp, 10 hộp gì đó thôi. Còn bán không hết thì mình về mình ăn. Trời ơi, nói thiệt á, anh không phải anh có cái dàn bán, có tay bán á. Anh làm mình là mời nhưng mà mới bán thì bán được lắm, nhưng mà có gì cũng nhưng bán mà người ta phải làm thôi. Người ta ăn phải cho ngon. Dạ. Ví dụ đó. Mình bán mình phải đổi món, còn ăn hoài thì người ta cũng ngán cái gì cũng vậy.
Nhưng mà một tuần em đi chỗ đó một lần thì bán vẫn được thôi. Đồ ăn thì chắc không biết. Mấy đứa kia còn kêu nó phở rồi bán đó kìa. Năm thấy anh Thiện thù vào sợ anh đi bán ăn thôi anh. Anh Thiện đó, anh miệng anh ít nha. Để em quay cái clip em đưa lên chị Năm coi nha. Hai anh em đi bán cá mà anh Thiện không, anh ít chứ mà anh không có hầu hỏi bằng như em thì em bán là em ta đăng liền này kia rồi em la lên rồi tôm mực bữa nay ngon anh chị mua rồi nha. Ông nóng á, ông cứ từ từ hụng thẳng, ông nhẹ nhàng im ái im ái. Ai hỏi cho lên em bữa đi bán ổng mà chắc lên như có 5-6 mặt hàng đó, không 6-7 mặt hàng á mà ổng đâu bao giờ giới thiệu hết đâu. Nhưng mà anh có bao giờ mà anh nói hết trong cái mặt hàng trên xe của anh là có cái gì đó anh vô tiệm không? Tôm cá mực hôm nay gì không? Em bắt đầu cái từ xe bắt đầu cái là hàng quá của ổng còn nhóc đồ cho nó luôn. Nó ổng đâu giới thiệu ai mua cái gì hỏi thì ổng bán. Thì cũng món thôi, chứ bữa nào có cái mới thì ổng mới nói. Thì mực thì anh nó có bốn loại mực. Giống như bữa nào có cái anh mới anh hiền nên người ta khoái người ta mua mới thì ví dụ ổng vô ổng nói bữa nay có tôm càng ăn không dạng nghĩ cái gì lắm ở thấp xeo á ba chị là ba chị lúc rồi bán dữ lắm ví dụ như thịt ba chị tính ra vậy mỗi món mình ăn thịt ba chị mua bên năm nè không bán ngon lắm mấy cục thịt ba chị ngon này là cũng lấy chỗ đó luôn cái đó mà tết mình nấu thịt heo kho rượu đó mua bên năm nè mấy cục thịt heo ngon ba chị giờ cũng nhiều người ăn qua bán ngon mà thấy cái thịt heo ba chỉ bên ngon bán ngon nướng heo quay để ăn miếng đậu không để cho em xem hai đứa nói ba đứa ba đứa hai đứa nè ba cái là ai cũng thành đứa hai đứa không có gì nó nói gì lên là mẹ cha có bầu. Bà anh ngộ nha. Anh lại khoái thái con gái là nhầm nhẽo nha, là khoái. Con gái thì nhầm nhẽo thì tốt thôi chứ không nha. Mình là khoái. Nhưng người ta là con nhầm nhẽo không thích mà con mà không nhầm nhẽo nha, là khoái. Quá. Nhà nó kêu ổng xúc. Không, em cũng vậy gì đâu, con mà nhầm nhẽo này cái nọ rồi em thích xem thích. Ủa nó nhẽo là nó lẻo cho mình nó mày nheo này cái nọ đó cái này cái nọ nhưng mình nó mình thích không thích đừng có lì đừng có dạng nhưng mà nó không có lì đừng có lì được rồi nó thích ăn được cái này ăn lì nhá mà anh nghe mà giống như mỗi lần em đi lên ngủ mà nó kêu lên vậy mà anh nghe nó không có nhây mà nó không có hai thằng anh nó vậy được đội gì cũng cho thôi hai thằng anh nó vậy ví dụ như xin gì cho cũng cho còn dạ không đòi nữa không có gãy nảy chứ không phải như con ta mà vô chợ